Đại dương xanh cùng hải yêu bay, đưa ta đi khắp đất trời này. Chỉ cần em bên cạnh anh thôi, bão giông cũng kệ thôi. Nụ hoa xinh dịu dàng trên môi, cho tim anh rung động bối rối. Trời xanh với mây ngàn kéo tới, yêu mất thôi người ơi. Đại dương xanh cùng hải âu bay, đưa ta đi khắp đất trời này. Chỉ cần em bên cạnh anh thôi, bão giông cũng kệ thôi. Nụ hoa xinh dịu dàng trên môi, cho tim anh rung động bối rối. Trời xanh với mây ngàn kéo tới, yêu mất thôi người ơi. Vì em, anh quên là bầu trời nắng hạ. Dù cho bão tố mưa xa, anh vô tình hai một nhánh hoa. Một chút thôi, người em như tia nắng xuân, em để mang theo hơi ấm, âu sầu trong anh như. Chào mừng đại gia đình mua nhà đã đến với kênh YouTube Nhạc Bá Hực bán nhà Gò Vấp, Tân Bình và quận 12. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với một căn nhà đẹp tại trục đường cây châm. Này là đường Nguyễn Văn Khối thuộc phường 8 quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một căn nhà đẹp tặng gói nội thất lên tới phải tầm 600-700 triệu đồng. Một căn nhà được trang trí theo phong cách hiện đại rất trẻ trung và cực kỳ sang chảnh luôn. Hướng nhà là hướng đông nam, phù hợp với những anh chị nào theo phong thủy là đông tứ trạch. Căn nhà này xây dựng hết đất nha. Giá trước là 7.250 và bây giờ chỉ còn giao bán với giá 6.950 triệu đồng thôi. Tặng full nội thất, chúng ta chỉ việc xách vali về ở. Đây là con đường trước nhà. Con đường rộng lên tới khoảng tầm 5m, đường sát với trục đường chính cây châm. Chỉ cách trục đường chính khoảng tầm 15-20m thôi. Và nhà mình sau căn nhà mặt tiền thôi nha. Ngoài này thì có một quán cà phê view cực đẹp luôn. Hẻm này thì xe tải ra vào thoải mái nha, quay đầu vào nhà vô tư luôn. Hẻm bên nhà mình là hẻm thông, rất đẹp sát với trục đường chính. Đây là một căn nhà lý tưởng để cho đại gia đình nhà mình mua để ở và làm văn phòng công ty. Nhà mình sẽ có hai lớp cửa, một bộ cổng sắt bên trong và một lớp cửa cuốn bên ngoài. Chủ nhà có tặng đầy đủ nội thất. Đây sẽ là khu vực gara ô tô. Khu vực gara ô tô thì chúng ta sẽ được bố trí ốp sàn gạch 80 và chủ nhà có tặng lại sofa, kệ tivi và tivi luôn. Thì khi chúng ta bố trí ở đây làm khu vực đậu xe hơi thì chúng ta sẽ rời toàn bộ thiết bị đồ nội thất này vào khu vực bên trong nha. Ngang 4 sâu 13m, nhà mình được công nhận và xây dựng hết đất. Tặng rất nhiều nội thất và giá giao bán chỉ có 6.950 triệu đồng thôi. Anh chị nào quan tâm thì hãy alo về tới bên nhà đất Bá Hưng để được sở hữu với giá tốt nhất. Và khi liên hệ tới nhà đất Bá Hưng chúng ta sẽ được giảm giá bán từ 200 tới 700 triệu đồng. Bên em với đội ngũ đông đảo tư vấn nhiệt tình thì khi chúng ta liên hệ sẽ được giảm giá và được mua giá tốt nhất nha. Tường được ốp gạch lên cao phải tầm 3m, khá sạch sẽ và sang trọng. Trần nhà mình được bố trí đèn chùm thạch cao cực kỳ đẹp luôn. Nhà mình thì di chuyển về các quận lân cận như là quận Phú Nhuận, Tân Bình, Bình Thạnh cũng rất gần nha. Đi khoảng tầm 5 phút thôi. Di chuyển về sân bay thì khoảng tầm 5 đến 10 phút thôi nha mọi người. Khu vực này là khu vực phòng khách nha. Có quạt trần Panasonic.
rất đẹp, nhà đậu thoải mái xe hơi. Nhà mình thì sẽ được chủ nhà bố trí xây trệt lửng 3 lầu dưới đậu xe. Trên sẽ là tầng lửng sẽ là khu vực phòng ăn, phòng bếp. Và trên lầu sẽ là 3 phòng ngủ và một phòng làm toilet tắm rộng bằng một phòng ngủ luôn. Căn nhà này có 3 phòng ngủ, 4 toilet nha, phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau. Hẻm đẹp, là một nơi lý tưởng để cho gia đình mình mua để ở và làm văn phòng công ty. Thì quý anh chị nào đang quan tâm đến căn nhà này, hãy trực tiếp alo về tới nhà đất Bắc Hưng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Mobi là 0933 830 756 và bên số Viettel là 0355 654877. Chúng ta cùng nhau tiến lên phía trên tầng lửng nha. Một căn nhà rất hợp lý, sử dụng lan can bằng sắt đặc uốn mỹ nghệ. Trên này được ốp sàn gạch 40-80, gạch da gỗ. Và ở đây được tặng lại bàn ăn, bộ thiết bị nhà bếp. Phòng lửng làm phòng bếp khá đẹp và sang nha. Và khi chúng ta mua căn nhà này thì chỉ việc về ở thôi, không cần mua thêm sắm nội thất gì cả. Có đầy đủ tủ lạnh, máy lạnh, giường nệm, máy giặt, tivi, có hết luôn rồi. Chỉ việc về ở thôi nha. Có quạt hút này, máy hút ở khu vực bếp. Tủ bếp sẽ được sử dụng như an cường. Và ốp đa trắng sứ nha. Khu vực này được ốp gạch lên hết tường, rất sạch sẽ và dễ dàng lau chùi. Giá bán này cũng khá là hợp lý rồi nha anh chị, 6 tỷ 950 triệu đồng thôi. Chúng ta hãy alo về tới nhà đất Bắc Hưng đi để được sở hữu căn nhà này. Căn nhà vị trí đẹp, sát đường chính. Thiết kế khá là sang, trang trí sắc nét từng góc cạnh luôn. Cầu thang nhà mình được ốp đá kim sa nha mọi người. Chúng ta cùng Bắc Hưng di chuyển lên khu vực lầu 1, khu vực phòng ngủ số 1. Ở dưới này chúng ta được làm một cái khoảng sảnh chờ. Khu vực này thì có thể bố trí cho gia đình mình làm phòng khách mini ở đây được. Bên trong thì có một phòng tắm rất rộng. Và phía trước thì có một phòng ngủ cực rộng luôn nha. Phòng ngủ thì được chủ nhà tặng lại máy lạnh loại xịn và có giường tròn, sàn gạch da gỗ. Trang trí rất đầy đủ nội thất rồi. Nội thất toàn bộ là đồ cao cấp, đồ hàng hiệu hết nha. Có một cái kệ bằng kính này. Nhà mình có một khoảng ban công nho nhỏ để cho nhà mình để cây kiểng thôi. Cửa nhôm, cửa kéo nha. Có rèm cửa đầy đủ. Rất sang nha mọi người. Và quý anh chị nào có nhu cầu mua nhà tầm tài chính trên 6 tỷ thì đây là một căn nhà rất hợp lý, rất đáng đồng tiền để chúng ta sở hữu nha. Chúng ta cùng di chuyển vào khu vực phòng tắm phía sau. Khu vực phòng tắm thứ sau ở đường sau này thì được chủ nhà làm bồn tắm nằm, vách tắm kính ở khu vực tắm đứng và có tủ quần áo trong này luôn. Ốp gạch hết, rất là đẹp luôn nha mọi người. Đây là một nơi thư giãn cho nhà mình mỗi khi đi làm về. Rất ít căn nhà có khu vực phòng tắm rộng lớn như vậy nha. Cực kỳ sang chảnh, rất xa hoa và lộng lẫy. Anh chị nào đang xem thì hãy nhớ đăng ký kênh, bấm chuông để chúng ta dễ dàng lựa chọn được những căn nhà giá tốt và hợp lý với từng người nhất. Anh chị nào yêu quý nhà Bắc Hưng thì hãy cho Hưng một lượt like kèm với một lượt chia sẻ video lên trang cá nhân với các bạn nha. Chúng ta cùng nhau di chuyển lên khu vực lầu 2, khu vực phòng ngủ 2 và 3. Trên này thì chúng ta được bố trí mỗi phòng riêng một toilet nha. Vẫn được bố trí sàn gạch da gỗ và giường sử dụng sẽ là giường 1m8. Có kệ tivi,
tường được dán giấy và làm khung chỉ cũng như là sơn tường loại sơn bóng, sơn ngoài trời. Tặng máy lạnh, tủ quần áo đầy đủ nha mọi người. Bây giờ giá tiền này rất là hiếm nhà được trang trí nội thất đẹp như vậy. Đồ toàn bộ là đồ cao cấp nha. Thiết kế cũng rất hợp lý. Giá tiền cũng khá rẻ rồi. Đã có một cái vị trí sát đường chính, nhà đẹp. Và vị trí này chúng ta có thể làm văn phòng công ty. Muốn bán mỹ phẩm online thì rất hợp lý nha. Và cùng nhau tiến lên khu vực sân thượng. Trên sân thượng này chủ nhà cũng có trang trí đầy đủ luôn cho nhà mình. Trồng cây, trang trí màu sắc và đèn đuốc rất đẹp nha. Đây là sảnh chờ bên ngoài. Phòng nào cũng có sảnh chờ nha mọi người. Đây có một cái xích đu kèm với một bộ bàn ghế được làm khung sắt, lợp mái và trang trí đèn đuốc rất đẹp rồi. Căn nhà này chẳng phải mua sắm thêm gì cả, chúng ta chỉ việc về tận hưởng thôi. Trang trí rất là kỹ nha mọi người. Cực kỳ đẹp luôn. Giá tiền cũng khá là rẻ nha. Phía sau sẽ là khu vực giặt và sân phơi đồ. Thì đằng sau này chủ nhà cũng có làm mái tôn khung sắt và làm cả cầu thang cho nhà mình di chuyển lên trên. Bên trên thì chúng ta có luôn máy nước nóng lửa mặt trời nha. Nhà mình sát với trục đường chính. Ở đây được tặng máy giặt luôn nha mọi người. Và video của em Bá Hưng đến đây là kết thúc rồi. Anh chị nào xem video hãy nhớ đăng ký kênh, bấm chuông. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video lần sau. Xin chào.